Em có tưởng tượng ra cái người yêu mình giống một người nào cho nó cụ thể không? Giống Minh Hằng là được cho anh. Nếu mà nhà em có việc gì đó em nhanh lắm, làm nhanh lắm. Còn không có thôi, chậm rì. Bình thường cũng lười lắm. Dạ, chừng nào có việc thì em rất là nhanh. Mình đừng có nghĩ là bây giờ mình ba mấy tuổi, hai mấy tuổi rồi thôi, những cái trò mà vui chơi cứ để cho mấy đứa nhỏ chơi, mình đừng nghĩ như vậy. Mình cứ chơi hết mình. Mình chơi đến khi mà không lết nổi nữa thì về. Trời ơi. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu lớn lên về mình cho bạn gái bên kia nghe ha. Chào anh Tơ Quyền Linh, chị Nguyễn Cát Tường. Em tên là Nguyễn Khánh Hưng, năm nay 28 tuổi, quê ở Bến Tre, đang làm phòng kế toán. Em đang công tác và sinh sống tại Bà Rịa Vũng Tàu. Ở Bến Tre mà làm kế toán ở đâu? Dạ, ở Bà Rịa Vũng Tàu anh. Vũng Tàu luôn, từ Vũng Tàu vào đây luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cũng như mọi người trong trường quay. Em tên là Vi Thị Mỹ, hiện tại thì em 23 tuổi. Quê em ở Lạng Sơn, nhà gia đình em ở Đồng Nai và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Lạng Sơn, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Bà Rịa, Vũng Tàu, cái gì mà nó tùm lum hết trơn vậy? Cụ thể là công việc như thế nào em? À dạ vâng, thì hiện tại em đang làm nhân viên kinh doanh tại công ty Yakun Việt Nam. À, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? À, điểm mạnh của em thứ nhất là em khá là nhanh nhẹn. Đó là vậy. À, thứ hai là em thích dọn dẹp. À, tính của em thì khá là dễ gần và vui vẻ. À, em có những cái tài lẻ như là khi em có thể móc len chẳng hạn, bơi lội. Rồi khuyết điểm của mình là gì? À dạ, khuyết điểm của em thì nhiều khi lanh quá, đâm ra giống lanh chanh. Những người mà mới tiếp xúc với em thì người ta cho rằng là em là khá là khó gần. Em cảm thấy là em có một cái vài điểm hơi khó, ví dụ như là ăn uống hoặc là tính tình có thể là sáng nắng chiều mưa chưa ăn uống. Khó là khó là sao? Có một số loại rau em không ăn được, như là rau diếp cá chẳng hạn, em không ăn được. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình cho bạn gái nghe đi. Điểm mạnh của em là một người vui vẻ, hòa đồng. Đôi lúc thì em cũng hay tạo tiếng cười. Nếu mà nhà em có việc gì đó em nhanh lắm, làm nhanh lắm. Còn không có thôi, chậm rì. Bình thường cũng lười lắm. Dạ, chừng nào có việc thì em rất là nhanh. Điểm yếu nhất của em là gì? Hơi cầu toàn. Không biết là ví dụ nguyên nhân tại sao mà em ế không? Tính em hơi đàn ông xíu. Mấy bạn nữ bình thường hay đi shopping, đi dạo xung quanh á. Với bạn nữ mà rủ em đi thì em cũng nhiều khi em cũng đi cho có rồi. Hoặc là những lúc mà ăn uống với nhau á, tụ tập check in á, đặc biệt những cái đó em lại không thích lắm. Em có thể giảm tốc độ nói lại được không? Hình như bên đó nói hơi nhanh, bên đây thì hơi chậm. Tình trường em như thế nào? Rung động thì cũng khá nhiều. Nhưng mà em chỉ quen được một mối tình thôi, gọi là chính thức. Quen được chắc gần năm. Thì chia tay là do hồi đó em nghĩ là chắc là do em còn hơi nhỏ, gọi là suy nghĩ nó chưa có chín chắn. Mời bạn trai kể về tình trường. Em thì trải qua ba mối tình rồi, mà mối tình sâu đậm nhất là cách đây 5 năm. Lúc đó thì người yêu em cũng còn nhỏ, chị lúc còn đi học sinh viên á. Con nít quá hay ghen tuông á, em chịu không nổi. Mình có lăng nhăng gì không mà người ta ghen? Dạ không chị, em bạn nữ thì bình thường thôi chứ đâu có gì đâu chị. À dạ anh ơi, em là em ghen lắm luôn đó nha. Yêu á thì nên ghen, nhưng mà ghen cái mức độ vừa phải. Bắt được bạn trai đó làm gì có lỗi với mình thì mình ghen. Trời ơi, bắt được còn chuyện gì để nói nè em. Có hiện tượng thôi chị chứ không phải là bắt gặp. Em mà về mà gặp cô vợ bên kia là coi như em là không có cửa cãi rồi đó. Kiểu đàn ông mà mới lú lú ra là mình thấy là mình phải ngắt nụ liền chứ mình để. Dạ đúng rồi. Bắt gặp mà bắt gặp vô khách sạn hay bắt gặp mà chở nhau đi xà nẹo rồi còn cái gì nữa, lúc đó về thì chia tay luôn chứ còn ghen chi nữa. Nghĩ sao đàn ông mà em đòi ngắt nụ? Ngắt nụ. Em nói cho anh biết đi, em tìm một người yêu như thế nào? Cao khoảng 1m55 trở lên, 10 cân đối, da trắng, tóc dài càng tốt, phụ nữ gia đình. Một người con gái hoàn hảo đó. Em có tưởng tượng ra cái người yêu mình giống một người nào cho nó cụ thể không? Giống Minh Hằng là được cho anh. Minh Hằng, em nói cho chị biết đi, em thích tìm mẫu người bạn trai như thế nào Minh Hằng? Thứ nhất là phải là người đàn ông nha. Chị cao bạn đó phải cao từ 1m7 đổ lên. Chở xuống được không? Bạn nam nó có nguyện về em mà đi nối chân không anh? Trời, bỏ em khó bỏ qua đi cưng. Thứ hai là bạn đó là đen cũng được, trắng được không sao cả. Rồi nói chung là đặc biệt là phải mắt 2 mí nha. Tại em mắt 2 mí và em muốn sau này con của em cũng phải 2 mí luôn. Mí đậu mí bay được không? Cái cách mà bạn đó đi đứng nó phải nhã nhặn xíu. Nhanh quá không thích, kiểu như là sống vội quá đó. Bởi vì em là em sống vội quá rồi mà gặp bạn nó sống vội nữa thì chắc là chết á. Ăn mặc bình thường thôi, đừng có lè lẹt quá. Vậy thôi đó hả? Rồi có mẫu người lý tưởng như thế nào không? Tầm tầm như anh Lam Trường được rồi. Rồi để coi hồi coi Minh Hằng ở Lam Trường nha. Rồi rồi có điều gì em không thích ở người đàn ông? Quá gia trưởng, vơ đũa cả nắm.
Ý là bà cứ nói là mà đàn bà mấy cô cứ như này như kia. Em không thích người ta nói như vậy. Lành quá à. Tôi nghe tôi phải qua liền là sao, muốn sao nữa. Chịu khó cùng em làm những công việc chung trong gia đình chẳng hạn. Đừng để em ngồi một mình. Lắng nghe một chút xíu. Bên đây nghe thoải mái luôn. Bởi vì tính em rất là nóng. Nhiều khi em nóng nên em sẽ rất là nổi điên. Và bạn đó mà em nói, bạn đó cũng nói, em nói bạn đó cũng nói rồi. Em nổi điên rồi em làm gì người ta? Em nghĩ là mức độ cao nhất thì em sẽ đập đồ. Xưa giờ đập gì rồi? Dạ đập về chắc là bẻ vài cái ly với cái chén thôi. Trời ơi. Còn lúc đó là mình nóng quá rồi. Bạn bên đây hơi nhẹ nhàng đấy nha. Chết rồi, chị chịu nổi em không trời? Ừ, nhẹ nhàng mới chịu nổi em chứ nếu người sốc nổi cũng khó chịu nổi em lắm á. Dễ thương, năng động, nóng tính, đập đồ. Thôi. Chào em. Chào chị Cái Tường. Em có món quà quê, đặc sản Bến Tre. Chưa có nói gì hết trơn, cho ăn kẹo ngọt rồi sao mà nói được. Chị có gì nói vài lời ngọt ngọt giúp em. Rồi, cảm ơn em. Dạ. Em tặng anh cảm ơn em nhiều. Gì khép nép quá vậy? Men không? Quá men luôn chị. Trời, lông mày sắc lẻm luôn ha. Này chắc có tém lông mày nè. Đâu có chị. Tự nhiên dạ. Mắt hai mí to nha bên kia, mũi to. Được, răng đẹp, tóc nhiều, đẹp. Nhiều cái to nữa mà. Hình như là bậy cái đó chưa biết. Cao mét mấy em? Cao mét 66. À, nhưng mà tướng người vừa phải. Được. Em không thích gì ở phụ nữ? Đập đồ. Có tính ghen gì quá chị? Vô cớ này nọ không vô có. Vô cớ đánh người. Gặp bạn bình thường thôi mà vô rồi hỏi này nọ, hỏi han thì em thấy ghen gì quá. Có gì về nhà đó rồi hai người nói. Thì nhà quýnh nhau cũng được đúng không? Ở ngoài đường thì thí dụ đừng cho người ta biết. Ừ, đừng có làm mất mặt nhau gì. Đóng cửa dài nhau đó. Ừ, đóng cửa đâu muốn đập gì lắm. Đập. Hai bạn này hơi ngược. Bên đây nữ thì hơi men mà bên đây nam thì hơi yếu. Đó, nó khổ. Yếu gì sao biết yếu? Yếu là yếu về gọi là nó không có mạnh á. Sao biết không mạnh? Trời ơi. Coi thường đàn trai à. Chưa biết ai mạnh hơn ai rồi nha. Rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi rồi cho hai người gặp mặt nha. Hôm nay em đi với ai? À dạ em đi với bạn em ạ. Em chào chị Cát Tường, em chào chị. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Quyền Linh đúng không? Em là đồng nghiệp của Mỹ. Tính của nó là nó hay nhận bản thân nó không tốt. Nhưng thật ra khi tiếp xúc với Mỹ rồi thì mới biết Mỹ nó là người sống tình cảm lắm. Nó đập đồ xong mà nó sống tình cảm cũng được. Nếu mà anh có dịp tiếp xúc với Mỹ nhiều á, bên ngoài nó lanh chanh vậy thôi, nhưng mà con người của nó quan tâm anh một cách rất là tinh tế chứ không phải như vậy đâu. Thì em nghĩ độ tuổi của anh chắc là quen cũng là nghiêm túc rồi đúng không anh? Đúng rồi. Anh nghiêm túc không anh? Quá nghiêm túc. Dạ. Mỹ bình thường nó hay nói nhiều, lỡ mà nói nhiều á thì anh ít nói lại. Anh ngồi nghe không hả? Ngồi nghe. Em thấy là giống như là bù trừ cho nhau vậy chị. Bạn nói nhiều, anh thì nói ít. Anh kiên nhẫn. Lửa với nước đúng không? Dạ đúng rồi. À, bên đập bên dọn. Em rất là hy vọng vào cặp đôi này. Rồi anh trai đi với ai anh trai? Dạ đi đến chương trình thì có trưởng phòng em, hai đứa em và các anh chị đồng nghiệp. Thì lời đầu tiên thì anh cũng chỉ nói với cả em gái này. Hưng ấy, hiền lắm. Bạn ấy rất là men thì mỗi cái là đứng trước phụ nữ ấy thì bạn ấy là hơi nhát. Với em gái bên này thì là thực sự anh thấy em là cực kỳ lanh. Bạn Hưng thì không nói nhiều, bạn ấy sâu sắc á. Anh cũng hy vọng là hai em ấy gặp nhau trực tiếp ấy sẽ có thời gian gần gũi nhau hơn, tìm hiểu tâm tư trực tiếp với nhau thì nó rõ hơn. Về quy luật bù trừ thì hai em là thực sự là khá là tuyệt vời. Em tiết chế một chút và Hưng thì luôn lắng nghe. Một đôi là khá là đẹp. Rồi, bây giờ quan trọng là hai bạn mở màn lên xem có bù trừ gì được không nha. Sợ quá. Kéo màn lên. Trời ơi, cái gì đâu sợ, kéo màn lên nào. Gặp nhau là ôm hôn thống thiết liền nha. Đó, không gian này là của hai bạn. Lần đầu hai bạn gặp nhau đấy. À, rồi, thì em cũng có món quà bên cạnh. Rồi, cảm ơn. Bạn trai mở quà coi quà bạn nữ là cái gì, nhiều khi người ta móc cái gì người ta tặng cho mình đó. Anh cho mở quà được không? Vậy rồi. Gì vậy em? Dạ là một cuốn sách Đàn ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất. Đàn ông hay là ông? Dạ ông. Em thêm chữ đàn nữa cho nó mạnh mẽ. À, dạ cái cuốn sách này nó rất là hay, nó là cuộc thơ lưu của một ông già. Dù ông đã là 100 tuổi rồi nhưng ông vẫn
vẫn là sống theo cái niềm đam mê của mình, đi đâu đi đó. Và em nghĩ là mình cũng nên như vậy. Mình đừng có nghĩ là bây giờ mình ba mấy tuổi, hai mấy tuổi rồi thôi, những cái trò mà vui chơi cứ để cho mấy đứa nhỏ chơi, mình đừng nghĩ như vậy. Mình cứ chơi hết mình. Mình chơi đến khi mà không lết nổi nó thì về. Trời ơi. Ủa không có tặng đồ móc hả? À dạ có. Dạ có. Ủa, xong đem ra giới thiệu. Trời ơi. Dạ có một cái nón rất là dễ thương. Ờ dạ dạ ơi. không dễ thương nữa. Nó cũng bình thường thôi. Không cũng được à. À dạ cũng bình thường thôi. Thôi. Ê Nguyên ơi, ê hợp rồi nha. Trời ơi, đẹp quá trời đẹp em luôn. Em phải ngồi về mới ấn tượng nè. Đồ bạn gái móc. Mặt này là đi Đà Lạt là sướng lắm. Đúng rồi, mặt gì giống Lan Điệp luôn. Là... em đi làm là giờ hành chánh. À vâng ạ, nhiều khi có tăng ca nữa. Tăng ca khoảng như mấy giờ? Dạ nếu mà sớm thì 6 rưỡi, còn trễ có thể lên tới 8 giờ. Em có hết đi phượt không? Đi phượt á, dạ vâng, em nghĩ là đó là cái ước mơ của em. Còn 2 phút đó nói chuyện tình yêu đi. Anh thấy em dễ thương. Anh có một số câu hỏi á, em trả lời giúp anh nhé. À dạ vâng. Trời ơi. Trời hái hoa dân chủ hả? Cứ để anh đây, em có thể mở ra và đọc cho mọi người và trả lời giúp anh nhé. À, nếu có người nói yêu em ngay từ lúc đầu gặp mặt thì điền vô đi em. Yêu luôn. Yêu luôn. Em cảm thấy bị gầy gầy sao? Nếu anh nói anh đã sẵn sàng làm người yêu của em rồi thì điền vô, điền vô. Thì sao? Rồi, bấm nút. Thấy chưa? Rồi nói luôn, hơi thở của anh là của em. Bãi bãi thôi. Cửa sổ cậu là của em. Rồi. Nói đi. Làm luôn. Giống như những câu hỏi vậy á, anh là một bên, em một bên, thì anh muốn anh với em gáp với nhau thành một câu hoàn chỉnh. Dạ vâng. Để thể hiện cái tấm lòng của anh thì anh xin tặng em và quý vị khán giả một bài hát. Lòng anh đã chót yêu em lâu rồi mà chưa dám nói câu nên lời. Thật khó quản. Trời ơi, nó rung hay sao á. Bây giờ anh thấy là chịu đèn rồi đó. Giờ trong lòng em sao? Em đang như thế nào? Tim đập mạnh hay sao? Nghĩ gì về cô gái ở phía trước? Đoạn đường sau này đi thì sẽ có em đi cùng với anh. Chỉ vậy thôi hả? Vậy còn đòi gì nữa? Nhà cửa xe hơi gì của anh đó. Có cơ hội thì anh sẽ mời em về quê anh. Vùng quê miền Tây, ở Bến Tre. Kẹo dừa này là của em. Để anh thử hướng đặc sản với anh, quê anh. Rồi anh xin chặn em. Rồi hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm, bấm nút là trao duyên cho một người đối diện, chứ không phải bấm nút như là cái ghế bình thường. Bao nhiêu cặp ở đây bấm nút họ đã cưới nhau, họ đã sinh con đẻ cái rồi. Thành ra các bạn nếu không thích, chúng ta cũng không nên bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Chúc mừng các bạn. Hãy nắm tay nhau nào. Có đội nón len lên không? Không, anh, không, đội lên, anh thích đội lên. Đây nè, đây nè. Để biết được tác phẩm của em chứ. Đó, quà của bạn gái, đẹp quá. Hay quà của bạn trai. Rồi, nắm tay, đừng có buông tay ra. Đây là những món quà dành cho em. Anh vẫn thích cái nón hơn. Đây, dễ thương quá chàng trai, dễ thương quá. Có đập ly, đập chén nữa nha em. Em phải giữ lấy chàng trai này nha. Cặp đôi đầu tiên đã thành công rồi. Ông Mai bà mối tiếp tục tiến đến cặp đôi thứ hai. Dạ em tên là Nguyễn Việt Hà, em năm nay 24 tuổi, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ ba mẹ em thì ở Vũng Tàu. Hà đang làm công việc gì? Dạ em đang làm nhân viên văn phòng, điện thoại viên của nhà mạng Vietnam Mobile. Em đang làm ở quận mấy? Dạ em làm ở Tân Bình. Tân Bình. À tôi lên, đang hơi căng thẳng chút xíu ha. 24 tuổi ha, nhân viên là điện thoại. Dạ. Rồi mời bạn trai. Em tên là Trần Văn Mỹ, hiện tại năm nay em 24 tuổi và em đang công tác tại trung đoàn 97 sư đoàn 370 của quân chủng phòng không quân. Nghề nghiệp chính hiện tại của anh đang làm công tác trong đơn vị là làm cơ giới trên không. Cơ giới trên không là sao em? Dạ là một người nắm về kỹ thuật của máy bay trên ở khu ở trên không ạ. À tức là em ở trển không á đúng không? Dạ. Không có lo gì cả đúng không? Hà, ưu điểm khuyết điểm của em là gì hả? Dạ em có vài cái vừa ưu điểm vừa khuyết điểm không chị? Dạ em nói nhiều, em nhây, em lầy. Cái mức độ như thế nào? Dạ ví dụ có một vấn đề đi
Ví dụ như chị hỏi quả trứng hay có trước hay con gà có trước là em nói cho chị đến sáng luôn, vẫn chưa biết là con gà có trước hay quả trứng có trước. Dạ, thấy là hơi rối rồi đó. Dạ đúng rồi. Còn em biết quan tâm người khác, em rất là ga lăng với mấy bạn nữ xinh đẹp. Rồi thích gái, gái đẹp là được rồi chị. Thích gái hay thích trai? Dạ thích trai. Thích trai xong ga lăng với trai. Trai phải ga lăng với mình với chị. À. Dạ. Em còn biết rap nữa. Rap. Dạ. Thì hôm nay em đến chương trình em sẽ tặng anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và anh trai bên kia, và cũng như tặng thầy các bạn bài Ngày Anh Nhớ Em. Vì chuyện này biết bao nhiêu thứ để tìm vui. Em gặp anh là điều duy nhất mà em cảm thấy là niềm vui. Em là một con nhỏ bỏ cả thế giới để yêu anh. Anh không tin thì cứ ôm em để biết tình cảm bao nhiêu xem. Em không yêu bằng lời nói, em yêu bằng thời gian. Vì chỉ thời gian cho ta biết được đó mới là hạnh phúc trời ban. Em nhớ anh nhiều lắm, muốn anh về với em. Nơi Sài Gòn này quá chật chội, nó làm cuộc sống em lấm lem. Những lời nói vô bài tình cảm, anh đừng nghĩ em cắt cớ. Em có thể đánh phần trái tim bằng từ nhờ ơi nhớ xót nhớ. Nè em ghét ông trời cho anh và em gặp gỡ, sau đó bắt hai ta xa nhau như hai. Em quên lời chị. Ông Đan, hết được bài nào đó phải đáp lại cái rap bên kia đi. Ồ, có Đan nữa hả? Mình thì mình không không đọc rap được hay như bạn đâu. Mình chỉ dạ. có thể hát được cái những cái bài nó đơn giản thôi. Rồi hy vọng là bạn sẽ thích bài hát này. Dạ, có người tặng là thích rồi anh. Bài suy nghĩ trong anh nhá. Những suy nghĩ trong anh giờ đây chia làm hai. Một nửa trong anh từng nghĩ chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng nếu lỡ một ngày em nói lời chia tay, anh sẽ thế nào đây, anh sống thế nào đây? Hãy để cho anh được yêu, yêu em trong từng suy nghĩ. Dù là thương thương tôi nhưng anh cũng thấy vui rồi. Đừng nói chi em ơi, tình yêu không cần nói, chỉ cần cảm nhận thôi, anh nghĩ cũng đủ rồi. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngân ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy che thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Em rụng tim rồi chị. Em rụng tim rồi chị. Rụng tim ha. Rụng tim rồi đó. Treo tim nó lại đi em, khoan rụng đã. Bây giờ Mỹ nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Dạ, về ưu điểm của em thì em là một người rất nhiệt tình cho công việc và vui vẻ, hòa đồng. Và có cái tính cách là mình rất là để mà mình thích là mình làm. Thích thì làm, có những cái khuyết điểm gì không? Về khuyết điểm của em thì em cũng rất là dễ nóng tính. Vì ức chế quá thì mới bộc phát ra thôi. Thế còn bình thường thì em cũng không bộc phát được nữa đâu. Dạ, mẫu người lý tưởng của em trai hàng không chị? Còn để mà lấy làm chồng á chị thì chỉ cần ưa nhìn là được. Đẹp quá chồng người ta chị ơi. Chỉ cần 1m7 thôi, 6'6 cũng được. Mét mấy Mỹ? Dạ, may 1m7 em. Cũng được. Còn em thích cô gái như thế nào? Thì từ chân của em thì em thích một cô gái dễ thương mà vui vẻ, hòa đồng. Ngoại hình sao em, ngoại hình? Về ngoại hình thì cũng dáng cao khoảng 1m6. Anh ơi, tròn tròn được không anh? Hả? Mập mập tròn tròn được không anh? Chứ em mập lắm á, em gần 60kg lần á. Thì mập mập thì cô ôm thì cũng thấy cũng được. Đúng. Tiêu chuẩn gì nữa không? Tiêu chuẩn của em thì cô gái mình nghĩ là ba vòng phải 90 nhỉ? 90 đều hết đúng không? Không đâu. Sao? 90, 70, 90. 90, 70, 90. Cao 1m6. Dắt qua hậu luôn rồi quá. Qua tôi kiểm tra coi 90 thế nào nha. Dạ. Ô trời ơi. Anh ơi, em bị dư vòng 2 rồi anh. Không sao. Tất cả mọi thứ bây giờ không quan trọng nữa. Xin thông báo đàn trai, đàn gái rất là xinh. Em gái. Dạ. Em có nghĩ rằng lúc nào đó em sẽ yêu một quân nhân, một sĩ quan chuyên nghiệp ở quân đội nhân dân Việt Nam không? Dạ, em cũng không nghĩ tới. Mình có như là tin vào cái duyên đi anh. Tại vì anh hai em cũng là hải quân. Ồ, dạ. Wow, hay quá. Dạ. Còn ba em có làm gì trong... Dạ, ba em cũng là hải quân về hưu. Hải quân về hưu luôn. Dạ, đúng rồi. Hải quân kết hợp với không quân là dữ rồi nha. Trên không và trên biển luôn. Anh thấy bên đây cũng là một chàng gọi là quân nhân dễ thương ha. Còn chúc em sẽ kiểm tra mọi thứ. Dạ. Đàn gái, ok. Rồi bây giờ thí dụ như bây giờ anh đi trực đêm hoài đó. Thí dụ đột xuất anh đi trực vậy rồi em có ghen không? Đi trực mà ghen gì chị, vô bộ đội tặng trai không ghen gì chị ơi. Nhớ dạ, nha, nhớ dạ. nha. Em cần ghen gọi là em ghen vui không chị?
Ví dụ lâu lâu lục điện thoại ra thấy tin nhắn, anh nha anh nhắn con này khi nào. Trời ơi, kiểm tra điện thoại người ta luôn hả? Dạ ý là mình vui, mình lướt vui thôi chị, vui thôi. Vui có ý đồ dạ, phải không? Dạ ghen vui thôi. Và bây giờ là cái điều gì mà cái điều em không thích nhất ở người bạn gái? Điều em không thích nhất chính là sự giả dối. Lấy nhau về thì em định sẽ vợ chồng sẽ sống ở đâu? Dạ vì cũng đặc thù công việc của mình, hai trực tròn cũng hay ở đơn vị nhiều á, thì em cũng có thể hy vọng vợ chồng á có thể ở cùng với nhau ở dưới Cần Thơ. Ở Cần Thơ? Dạ. Là hiện tại em đang công tác ở Cần Thơ. Dạ vâng, em đang công tác ở Cần Thơ. Nếu tình yêu đủ lớn là mình vẫn đi theo chồng được đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Cho dù em ở xa cách mấy thì anh Mỹ vẫn tới được, bởi vì ảnh là phi công lái máy bay. Đây, anh tặng em đúng không ạ? Dạ em cũng dạ. Có món quà tặng cho anh. Rồi, anh có thể mở ra được không? Dạ, dạ em đeo cho anh nha. Dạ đây là vòng tay bình. Hy vọng là anh ở đâu làm gì thì bình an là trên hết. Thầy, anh cảm ơn em. Thì đây là bó hoa mà chính tay anh tự làm. Thì anh muốn gửi đây em. Anh cảm nhận như em. Đối với anh thì em là một cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng ơn. Và qua cách nói chuyện anh lúc đó anh cũng không tưởng tượng ra em sẽ là khuôn mặt của em, hình dáng của em sẽ như thế nào. Nhưng mà trong đầu anh tưởng tượng ra em là một cô gái rất là hoạt bát, vui vẻ. Và cũng có rất là có năng khiếu trong cái việc hát ấy chứ nhỉ. Em con nít lắm á, anh chịu được không? Anh thì rất là khoái con nít cơ. Vì con nít thường nó hay bám anh nhiều lắm. Em thấy anh thì cũng chững chạc, hát cũng hay nữa anh. Em rụng tim nãy giờ rồi. Bây giờ cái chuyện hẹn hò trong tương lai như thế nào nè? Trước mắt thì em vẫn ở lại Sài Gòn. Thì không biết là những lúc anh về phép tranh thủ thì anh có lên được Sài Gòn không? Hay là anh chỉ ở dưới Cần Thơ thôi? Vì Sài Gòn ở trên này không có mục đích để em đến. Nhưng nếu như em đã làm mục đích của anh thì anh sẽ thường xuyên về đây hơn. À, anh có tin vào tình duyên không? Anh nghĩ anh sẽ tin vào nó. Dạ em là một đón xem chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Người thiên về tâm linh nên em rất là tin vào cái chữ duyên chữ nợ. Em muốn coi gì không? Coi tướng coi gì chị kêu anh đứng lên cho em coi. Đứng lên cho cổ coi coi. Coi kỹ nha, coi hợp không? Dạ, anh nắm lại đi, em biết tên em rồi đó, anh nắm đi. Rồi, xong rồi đó. Ủa là sao? Dạ là đưa tay, đưa tên em vô trong tay anh nắm luôn á chị. À được rồi đó dạ, hả? Dạ, gieo duyên á chị. Em, bây giờ em ghi tên vào tay anh rồi á. Nhưng bây giờ anh xin phép được nhét vào trong chỗ này được không? Dạ, anh nhét vô tim nha anh. Ờ, nhét luôn ha. Dạ, ờ, anh nhét chặt lại nha. Ờ, nhét tôi đi về luôn cho rồi. Dễ sợ. Ngày hôm nay là một kỷ niệm tuyệt vời thì bạn có thể làm một cái điều gì đó quyết liệt hơn một chút xíu. Thật sự anh hy vọng có thể được nói một lời rằng là cho anh được làm quen em nhé. Dạ. Chị em, nếu là có thể gặp nhau chào nhau bằng một cái ôm thì hy vọng anh có thể một cái ôm nhẹ nhàng nhé. Dạ được ạ. Dạ. À. Để tay vào nút bấm các bạn. Bây giờ chúng ta đã trao nhau nhiều câu chuyện, nụ cười, ánh mắt, thậm chí một cái ôm rất chặt. Và bây giờ hãy nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nha các bạn. Chúng ta bấm nút nếu như tim mình rung động, còn như tim mình chưa rung động, không cần bấm. Hãy suy nghĩ thật kỹ, lắng động lại và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Đã bấm. Chúc mừng. Đấy. Hãy xin phép mẹ của bạn nữ để được tiến hành cái thủ tục đầu tiên tại sân khấu bạn muốn hẹn hò. Dạ, cháu chào cô, gia đình. Thì cháu rất vui là hôm nay được chương trình tạo điều kiện để lên được sân khấu ngày hôm nay á. Thì cũng được quen biết em Hà. Và hy vọng rằng cô cùng người nhà có thể cho phép cháu được làm quen với lại em Hà. Anh xin đi, mẹ em khó lắm đó. Dạ, cô cho xe cháu được không ạ? Đồng ý, cô đồng ý. Cảm ơn cô ạ. Đấy. Hôn. Bây giờ Hà hôn lại mới rụng tim nè. Nãy giờ em nói em rụng tim đó. Hy vọng rằng cuộc hẹn hò này sẽ thành công. Một ngày sớm nhất chúng ta sẽ được nhắc tên ở trong chương trình này, bởi vì các bạn gửi thiệp cưới chúng tôi nha. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Tim mình có rung động gì không? Trời, nó đập loạn nhịp em. Thấy cô ấy thì sao? Trời, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cũng nhìn sao, nhìn đập ít lại. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không?
Dạ thì em ấn tượng em mình nó đập loạn nhịp rồi ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp quay vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Em tên là Nguyễn Quế Anh, năm nay em 23 tuổi. Dạ em là nhân viên văn phòng, hiện đang làm việc và sinh sống tại Tiền Giang. Tiền Giang là hôm nay lên đây quay chương trình rồi về lại Tiền Giang hả? Dạ đúng rồi chị. Rồi, mời bạn trai. Dạ, em xin chào chị Cát Tường và anh Đường Linh. Chào bạn nữ bên kia, chào khán giả bên dưới ạ. Dạ, em tên là Quốc Triệt, 23 tuổi. Em làm công nghệ thông tin, em quê ở Bến Tre, hiện thì đang làm ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bên kia Tiền Giang, hợp dạ. Lý đó hả? Dạ, cách có cây cầu. Đúng rồi, đâu có cầu. Dạ có à. Dạ, nay là cầu rồi. Nay là cầu rồi chú. Dạ. Cầu đặc biểu. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của em là gì Việt? Của em muốn giống không biết cái ưu điểm của em là như thế nào nha chị. Khuyết điểm. Khuyết điểm của em thì theo người nhiều người đánh giá thì nó hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Hơi đẹp trai không? Trời ơi. Ghê 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 ghê. Để hồi tôi qua tôi coi mà không đẹp trai là chết với tôi. Chút chị kiểm tra giùm em. À, chút xíu chị kiểm tra giùm cho. Có tật xấu gì nữa không? Dạ tật xấu là đẹp trai. Thôi bỏ qua đi. Tính em thì hay quên thôi. Với thêm ngủ nướng nữa. Hay ngủ nướng. Bà ngủ nướng ngày bữa chủ nhật thôi. Còn em, bà em có ưu điểm khuyết điểm dạ, gì anh? Ưu điểm của em là biết nấu ăn, thích trẻ con. Cái lúc thì khuyết điểm của em nó hơi thẳng tính xíu. Với lại có một khoảng thời gian em ít sử dụng mạng xã hội nữa, nên là em không có bạn trai. À, không có sử dụng mạng xã hội là không có bạn trai. Lúc mà em còn xài mạng xã hội á thì em cũng có quen một bạn hồi sinh viên. Mà bạn đó em không có công khai trên Zalo hay Facebook gì đó. Bạn ấy thì ở quê, em thì học ở Cần Thơ lận. Cho nên là bạn ấy lại tính lăng nhăng, không có định hướng cho tương lai, nên em không thích và chia tay với bạn đó. Là một bạn đó thôi, hồi đi học đó thôi. Dạ. Sau này thì cũng có tìm hiểu một người nữa chị, nhưng mà em do em ít xài á mạng xã hội. Bây giờ có xài không? Dạ, bắt đầu xài lại rồi chị. À, bắt đầu xài lại phải không? Là bắt đầu có bạn trai đó. Dạ, em hy vọng vậy. Rồi, bạn trai đẹp trai quá chắc nhiều mối tình lắm phải dạ. Không? Chính vì đẹp trai nên em chưa yêu ai vậy. Chưa có bồ luôn. Dạ, chưa có bồ. Thiệt luôn. Dạ, dạ. Có để ý cô nào chưa? Dạ, thích thì có. Tại sao thích mà không tới? Do lúc mà em đi học thì em ước mơ mình thành một game thủ có tiềm năng nên là em chỉ chuyên game thôi. Thích người ta nhưng mà mình lại tập trung vào game. Tức là mê game hơn mê gái đó, đúng không? Dạ, đó là điểm chung của game thủ ạ. Hello hot boy. Dạ. Khuyết điểm đẹp trai quá hả? Dạ, có đẹp không chị? Trời ơi, em phải gu chị, phải để cô bên này cô nhận xét chứ. Sao rắc rối quá vậy? Sớm thì em định mặc áo sơ mi lên thôi chị. Nhưng mà em lên gặp bạn nữ em run quá nên mặc áo nó phát vô tôi bước run. Cũng lạ người ta quá ha. Rồi biết hung không? Ủa, hung ba mẹ có mà chị. Chưa có hung bạn gái bao giờ, giờ có biết hung không? Chắc tập từ từ rồi chị. Có coi phim thấy người ta hung chưa? À không, em đó giờ ít coi phim luôn. Nếu mấy cảnh hung chắc không có coi, chưa coi. Chưa coi luôn à, có nhưng mà chưa coi kỹ á chị. Trời đất ơi, rồi bây giờ em muốn người cao thấp mập ốm như thế nào? Dạ, chỉ cần dễ thương là được. Với điều gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích mỗi người bạn gái hay ghen thôi. Lạnh lắm hả? Dạ lạnh lắm. Giờ chị muốn nóng không? Thôi để lạnh đi chị. Lạnh gì thở dữ vậy? Em căng thẳng mà chị. Rồi em hít đó cho chị coi 5 cái coi. Cho nó ấm lên nè, dễ nói chuyện chứ lát dạ. Mở ra nói chuyện bạn gái rung vậy kỳ lắm. Thích đất là nhịp tim mới tăng đó chị. Không có mà nó đỡ lạnh. Thích ta đi thôi chị. Đúng rồi. À, em xin phép hít một tay. Trời ơi, ghê 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 ghê. Trai võ công cao hả? Ấm chưa ấm chưa? Nhịp tim mới tăng cao. Máu gì nhóm máu gì? Dạ em chưa biết nha chị. Thấy mặt đỏ quá vậy rồi ngồi xuống đi cưng. Ủa mà là chơi game không rồi giờ có cái gì để chuẩn bị lấy vợ chưa? Dạ, hiện tại thì em đi làm chị. Nhưng mà có bạn gái thì em sẽ cố gắng nhiều hơn để hướng tới hôn nhân. Bao lâu nữa thì đám cưới được? Khi nào bạn nữ sẵn sàng vậy? Bây giờ sẵn sàng rồi đó, bao lâu em mới có tiền lấy vợ? Dạ thì chắc là 1-2 năm thôi chị. 1-2 năm là nhiều nhất thôi chị. Rồi. Thở dữ vậy? Căng quá chị. Mày đặt lạnh hả cưng? Làm gì sợ đàn gái dữ vậy? Để anh lo. Dạ. Dạ cảm ơn anh ạ. Để coi đàn gái sao mà qua rồi hành hạ đàn trai dữ vậy. Dạ. Để qua bắt đàn gái hít đất luôn. Xin chào chú Huyền Linh. Chào con. Chú là thần tượng của con. Ồ vậy à, cảm ơn con.
Con ở huyện nào? Dạ con ở huyện Tân Phước đó chú. Tân Phước đi qua sông rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Về Gò Công qua sông đúng không? Dạ. À như chú có tới nhà con rồi đó. Dạ. Nhưng đúng mà không? Con không có thấy chú. Thấy là con xin tấm hình làm kỷ niệm rồi. Chúc chú cháu mình chụp chung nha. Dạ. À, bạn trai bên đây rất là dễ thương, hiền lắm, nhút nhát nữa. Con có thích người đàn ông mà không có bản lĩnh không? Bản lĩnh thì tự mình làm sẽ có. Con cố gắng được, con sẽ làm cho bạn nó có bản lĩnh. Nói chơi thôi chứ chơi game bạn này bản lĩnh lắm đó. Chỉ có tán gái nhút nhát thôi, như thế mới được. Còn như trai mà cứ gặp gái tướp là không được ha. Rồi bây giờ nói cho chú nghe coi, con thích bạn trai thế nào? Ngoại hình thì giống chú Huyền Linh là con thích lắm rồi. Giống không? Giống rồi, nhỏ chú, hồi nhỏ chú đẹp trai giống vậy đó. Rồi gì nữa? Người bạn trai biết chia sẻ, thông cảm với người phụ nữ. Tại vì công việc của người phụ nữ cũng rất nhiều rồi. Khi mà về nhà thì việc nhà nữa, thật sự là rất là mệt mỏi. Sau này bạn ấy là một người chồng, một người cha mẫu mực, sẽ làm niềm hạnh phúc cho người phụ nữ. Đúng rồi. Bạn này có làm được không? Theo quan điểm của em, nếu mà bạn làm việc nhà thì em không bao giờ để làm bạn làm việc nhà một mình à. Phải không? Hay người ta làm mới đứng chơi game đi. Game mới bỏ rồi anh à. Bỏ rồi nha. Dạ. Bạn ơi, bạn có gia trưởng lắm không? Mình không gia trưởng không? Gia trưởng chứ không phải gia tưởng. Dạ em. Gia trưởng bên... là dạ, dạ bên tê phát âm sai à. À. Không, bạn này không gia trưởng đâu, bạn này nhát lắm. Bạn có yêu động vật không? Có, mình rất thích động vật luôn. Mình cũng vậy. Thích con gì? Dạ, chó hay mèo? Con thích chó. Đây cũng thích chó. Thôi để hai đứa tự tìm hiểu nhau. Cái nào cũng dễ thương hết trơn á. Dạ, đẹp trai mà. Đẹp trai quá ha. Không, nó có duyên lắm, nhìn nó duyên lắm. Rồi, được. Bây giờ đó. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân coi sao. Con gái đi với ai vậy? Dạ em đi với mẹ, với chị ruột và một người đồng nghiệp nữa. Rồi cho chị gặp mẹ nha. Chào chú Quyền Linh. Dạ. Chào cô Cát Tường. Dạ. Chào quý vị khán giả có mặt trên trường quay. Cháu trai hôm nay thì thấy cũng hòa đồng, nói chuyện cũng dễ nghe. Dạ, cảm ơn cô ạ. Cũng hiền, cũng được. Theo cô, gái cô có nên bấm nút không? Thì nó thích rồi nó bấm. Bao lâu nữa cô gả được cô? Chừng nào cũng được, ví dụ như gần đây cũng được. Cô có yêu cầu gì con rể tương lai không? Chứ cô nói hẳn trực tiếp với cậu đó đi, chứ cậu đó có mê game nhiều khi bỏ con một mình đó. Thì cũng khuyên cho cháu hả, nếu mà lập gia đình thì cũng lo sắp xếp chuyện nhà, bớt chơi game lại. Dạ, chơi game là lúc mà con đi học thôi. Chứ dạ, lúc bỏ mà, rồi. Lúc mà đi làm thì không có chơi game nữa. Tại vì nếu mà chơi game thì không đi làm được. Biết rồi, lo gia đình, lo vợ, lo con vậy đó là quý rồi. Ở dưới Tân Phước có ruộng vườn gì không cô? Cũng có ruộng chú. Làm mấy con ruộng cô? Dạ ba công. Có vườn không cô? Dạ không. À, có làm ruộng nổi không? Dạ, nhà em làm ruộng. Dạ. Nhà em ruộng luôn hả? Dạ, Bến Tre mà. À, cũng có ruộng luôn. Nói chứ Bến Tre ghé ngang Tiền Giang là gần ha. À, đi rồi. Qua sông mới tới rồi. À, rồi cảm ơn cô. Bạn trai đi với ai? Dạ, em đi với chị họ của em ạ, hay anh đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào chị. Dạ, em chào MC Quyền Linh, em chào chị Cát Tường. Chào em. À, dạ, em là chị họ của Việt. Theo em nhận xét bên này thì bé gái bên này thì xinh xắn, nói chuyện rất là dễ thương, vui tính. Còn Việt nhà chị thì đúng theo ý em diễn tả em muốn luôn á. Thì Việt rất là thật thà, sống rất là nhiệt tình với mọi người. Sau chương trình này á, thì chị cũng muốn là có ai đó giúp đỡ Việt thoát khỏi cái cảnh cô đơn trong nhiều năm qua. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, bây giờ cho hai trẻ gặp nhau ha. Rồi, mở rào. Rồi, nhìn nhau đi hai bạn. Ủa, vẫn còn lạnh hả em? À, chào bạn ạ, mình có món anh em đi bạn. Anh em đi, nó thân mật. À, anh không biết là em có thích qua gì nhưng cảm ơn anh, hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà anh chắc chắn em sẽ thích món này. Gì vậy? À, con đẹp dễ thương quá. Ấn tượng đầu tiên của bạn về mình thì bạn thấy anh, em thấy như thế nào? Em thấy anh là một người có cá tính, mạnh mẽ,
Em hy vọng sau này chúng ta có thể bước trên một con đường. Tặng quà cho bạn nam đi. Mới có tặng cái bó hoa mà hy vọng bước chung con đường rồi. Từ từ cô ơi. Chết con non quá. Đó. Đây là một quyển sách nói về hạnh phúc. Hy vọng là anh đọc quyển sách này thì nhớ xem. Anh sẽ đọc không sót một trang nữa. Ôi. Nhớ nha, đọc không sót trang nào nha. Tay tan một lục không? Đọc hết cuốn này đi, còn nhà còn trăm cuốn nữa đó. Rồi, cảm nhận là còn trăm cuốn rồi. Dạ đó. Ít lắm anh, vài chục cuốn à. Em rất là xinh xắn. Cảm ơn anh. Nếu mà chúng ta có hẹn hò được đó, thì anh sắp xếp như thế nào? Tại vì công việc của anh ở thành phố Hồ Chí Minh, còn em ở Tiền Giang. Quê của anh với em gần nhau mà. Chú từng anh Hường chị quê. Mà anh phải về Tiền Giang được mới về Bến Tre. Nói chung là cuộc sống của em thì nó đơn giản lắm. Chỉ cần ai tạo cho em một sự lãng mạn nhẹ nhàng là được rồi. Anh thích con trai hay con gái? Nhưng mà con của em anh sẽ thích. Quá xa, quá sức luôn. Em cảm thấy bối rối khi gặp anh. Anh cũng bối rối khi gặp em. Anh nhớ tên em không? Chết mồ. À, hồi đầu anh nói mà tính anh hay quên. Cho anh một phút nữa. Đó. Chết rồi chưa? Thôi không làm khó anh nữa, em tên là Nguyễn Quế Anh. Anh tên là Việt. Trời ơi, dở ẹt. Không hỏi lại em nhớ tên anh không? Trời, em không muốn làm bạn nữ bối rối như em nha. Trời ơi, dễ thương. Thôi giờ để đỡ bối rối ha. Em gái hát tặng cho bạn trai cái đi cho nó đỡ bối rối đi nào. Em nghĩ là tình yêu rất là diệu kỳ, nên em sẽ tặng mọi người và bạn trai một bài hát mang tên là Tình Yêu Diệu Kỳ. Một đoạn nhỏ thôi, tại em hát không hay, nhưng mà em thích hát. Nhưng hết anh thích nghe em hát. Đêm nay em nhớ anh, em ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh sáng tươi, hình bóng anh trong tim em đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi anh trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về em. Anh không biết thì sau giờ phút nữa em có bấm chuông hay không? Chuông đâu bấm? Bấm chuông rồi sao vậy? Rồi đây làm như Lan và Điệp chứ bấm chuông. Nhưng mà mình đến đây có một cái duyên. Anh thì có tăng động cái duyên đó. Hãy cho anh cái cơ hội được tìm hiểu em. Cho anh cái cơ hội được ghé Tiền Giang. Không có cho cơ hội nào cho tên nào không nhớ mà cơ hội gì. Đó. Tại bây giờ này nhớ rất là khắc sâu. Khắc sâu chưa? Dạ, khắc sâu. Cô ấy tên gì? Quế Anh. Tim mình có rung động gì không? Dạ, nó đập loạn nhịp anh. Thấy cô ấy thì sao? Dạ, nhìn thì nó đập nhanh hơn, cố định nhìn xa hơn, đập ít lại hơn. Có thấy ấn tượng gì cô gái này không? Dạ thì em ấn tượng em mà nó đập loạn nhịp vậy ha. Không, cứ nói chung chung. Đập loạn nhịp hoài vậy. Nhưng mà bây giờ nhìn cái cô gái nè, mình nhớ, mình nhìn đi, nhìn thẳng vô mắt cô ấy ha. Bây giờ em ấn tượng gì trên khuôn mặt cô gái ấy? Dạ, mắt bạn ấy rất đẹp ạ. Cô muốn nắm tay cô gái không? Để tôi cầm giùm cho. Nhớ tại em nha. Ừ. Thôi nắm tay Hoàng nói như thế nào đó. Thế mình đừng nắm tay em. Dạ, con xin phép được nắm tay bạn ấy. Anh không hứa được gì hết, nhưng mà anh nghĩ là trái tim anh đã đập đúng hướng á. Hãy cho anh một cơ hội. Xỉu giờ đó, thôi cho nó về đi anh. Thôi được rồi, xỉu giờ đó. Rồi đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Thở không à? Thọt cái ngón tay vô cái nút. Rồi, ông bấm hồi ông bấm không được cho coi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. À. Bấm chậm vậy làm anh hết hồn kìa. Em bấm không có ăn. Rồi nắm tay nhau đi. Xin mẹ hôn đi. Dạ con xin phép được hôn. Hôn ai? Hôn bạn gái của con. Tên gì? Dạ Quế Anh. À. Lần hai là rất khắc vào sâu vào tim rồi, không quên được. Dễ thương quá. Được không con? Tụi nó xin hôn nhau có cho không?
không rồi, cậu chưa cho. Ủa không rồi. Rồi các bạn lo đây là hỏi kia hung rồi. Hồi đó giờ hung ai chưa? Dạ có. Hung ai? Dạ hung mẹ. Hung mẹ hung bạn gái kìa. Dạ chưa. Nay nụ hôn đầu tiên đúng dạ. không? Hung lại đàng hoàng, hung chậm từ vô, hung lên má, kỷ niệm sắc sâu vào tim. Hung từ lại. Từ, nắm tay vô. Hung từ từ, chừng nào tôi nói thôi nha. Nụ hôn đầu đời mà đâu đơn giản đâu. Đầu đời nhưng. Hả? Dạ dạ. Bắt đầu chuẩn bị, hung vô. Hung từ. Để ra Yên Nguyên, để Yên Nguyên. Để Yên Nguyên. Để Yên Nguyên hít, hít vô, hít sâu. Dạ. Là hung đầu tiên mà. Hít. Đó đi vô. Cảm thấy sao? Cảm giác sao? Cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc. Công nhận nó hít thấy thương luôn. Hít thấy thương kìa. Hẹn đám cưới hai đứa rủ anh nha. Dạ không quên anh được. Hai đứa cầm bé đi xem phim nha, ở cụm rạp Cinebox 212 lấy chiến thắng á, tới đi xem phim để tìm hiểu nhau, yêu nhau nhiều hơn nha. Trời, trời sinh một cặp rồi chết rồi, thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ. Mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn mấy nó thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Nên nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Dạ anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Tại đen mắt em đang có hình bóng của anh. Trời, trời ơi, trời tôi chết rồi. Wow. Dễ thương quá. Bạn giới thiệu về mình đi. Dạ em xin chào cô chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và tất cả các vị khán giả đang xem chương trình ngày hôm nay. Em tên là Phạm Ánh Xuân, hiện tại em 20 tuổi. Trời em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Trẻ quá rồi, trẻ luôn, 20 à. Tuổi hả? Cưng làm gì? Dạ, em làm bên lĩnh vực kinh doanh thời trang thiết kế. Mời em trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và chào bạn nữ bên kia cùng toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thanh Long. Hiện tại đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 8. Quê của em là ở An Giang. Năm nay em 24 tuổi. Hiện tại thì em đang kinh doanh cửa hàng điện nước. Bây giờ cái ưu điểm của bạn là gì? Dạ, ưu điểm của em là em khá tự tin nè, sôi nổi nè, năng động nữa. Rồi còn có khuyết điểm không? Dạ cũng có khuyết điểm là em hơi kén ăn, ăn hơi ít một chút. Vậy ha, trời ơi, phải chi mà cho tôi cái khuyết điểm đó. Em có biết cái gì ngoài cái thiết kế thời trang không? Chẳng hạn như em cũng biết vẽ nè, biết vẽ chân dung nè, biết vẽ thiết kế, cũng biết theo chút chút. Rồi rất là thích thơ ca. Đàn thì em có biết đàn guitar nhưng mà đàn chút chút. Ừ, cái gì cũng biết chút chút đúng không? Dạ đúng rồi, chút chút. Em trai, ưu khuyết điểm của em là gì? Biết hát, nhiệt tình với lại là siêng năng chịu khó. Chà, ưu điểm nó được ghê ha. Khuyết điểm là dễ tin người. Em mở cửa hàng điện nước đó thì hay có mấy cái bạn mà lại chào hàng đó hay bị lừa mấy gì đó. Bị lừa. Vậy đó hả? Nhưng mà thường là bạn nữ đến chào hàng hay là bạn nam chào hàng cưng? Dạ bạn nam ạ. Vậy mà cũng bị lừa nó hả? Không phải, vậy là coi là giới tính. Em không tin tin người thôi. Em có mấy mối tình rồi? Trước thì có hai mối tình. Một mối tình là quen nhau uống cà phê xong rồi không biết sao chia tay nữa. Trời đất ơi. Vậy cũng gọi là mối tình hả? Dạ. Tình thứ hai thì mới cách đây khoảng 2 năm quen nhau xong rồi bạn đó rủ nhau đi cà phê, nhưng mà cà phê là phải chỗ nào đó mà nhìn được máy bay á, có nghĩa là sân thượng á, mình nhìn lên mình thấy máy bay á thì bạn đó mới chịu chịu đi, cứ đi chỗ khác là không chịu, cho nên em cũng cho bay luôn. Trời ơi. Tức là nếu mà ngắm máy bay là thường phải lên những cái tầng sân thượng đúng rất rồi. Là đắt đỏ đúng không? Một dạ, đúng ly rồi. Cà phê bằng mười mấy hai mươi ly cà phê dưới đất. Dạ đúng rồi. Khổ tâm đúng không nè? Khổ quá. Còn sao? Còn bạn nữ thì sao? Dạ chưa trải qua mối tình nào hết ạ. Lý do? Lý do là họ em với mẹ em có một cái sở thích đó là khoái coi tin tức thời sự. Nên là cảm thấy là hơi sợ hãi nên muốn cũng tin tưởng với chương trình nên mới đăng ký tham gia. Trời ơi đáng yêu quá vậy. Có nghĩa là vậy nè, tự không tự tin mình tự đi tìm tình yêu cho con mà hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào chương trình. Bạn muốn hẹn hò. Đó, trời ơi hay quá, cảm ơn bạn. Nói nghe nè, bên đàn trai đừng có làm cho tụi tôi bị ảnh hưởng nghe chưa. Người ta tin tưởng lắm, người ta lên đây để người ta tìm kiếm nghe chưa. Cho nên nếu mà lỡ mà có mà đến được với nhau thì phải hết sức là nghiêm túc và hết sức là chung thủy nghe chưa. Dạ em rất là nghiêm túc. Nói nghe nè, đẹp trai lắm thì luôn á. Trời đàn trai ngon lành à, bên đây đẹp gái cũng hết. Dạ.
ra đây nè, ra đây thiệt, nói thiệt. Có đàn gái đúng không? Thiệt, ra đây. Trời, trời sinh một cặp rồi, dạ. Chết rồi, thấy chưa? Dễ thương. Trời đất ơi, con nhà ai mà dễ thương dữ vậy trời. Trời ơi, hai cháu vằn 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 chạch vậy đó. Con nhà ai mà xinh đẹp dữ vậy trời. Đó. Người bên đây á, nói chung là hôm nay là tiên đồng ngọc nữ, tiên đồng ngọc nữ luôn, khẳng định luôn. À, con còn rất trẻ, mới 20 tuổi à. Con có định khi nào con kết hôn không? Dạ, cũng không có quyết định khi nào mình kết hôn, nhưng mà cảm thấy hợp là mình cứ tiến tới thôi ạ. À, dạ. Dạ. Biết đâu tụi con cưới sớm thì sao ha. Dạ. Nhưng mà phải suy nghĩ là đâu có nhất thiết là phải trước, đâu không có phải tính toán là... trước ừ. Một tương lai kế hoạch thì mới cưới, chứ không phải là đùng cái cưới là không có được. Đúng rồi. Thấy không? Nói nghe nè, hình mẫu lý tưởng của con là ai? Ngày xưa cô là đeo nốt á, trong cái trên từng cái số, cái phim đó lúc đó là chiếu lúc con chưa đẻ. Dạ, dạ con người đàn ông mà con thì con rất là thích chứng thành. Hai cái nó xa quá vậy. Xa quá xa. Tức là bây giờ con thích một cái mẫu người bạn trai của con giống Trấn Thành. Dạ, để coi rồi. Coi có miếng gì không. Này Trấn nước. Trấn nước. Đẹp hơn Trấn Thành. Cái điều mà con không thể chấp nhận được ở cái người bạn trai của con là cái gì? Có tính vũ phu, hơi là gia trưởng một chút và cũng keo kiệt quá. Đàn ông nào mà có ba cái tính đó chắc chết quá. Hỏi coi bên bển có không. Con sao con? Dạ không ạ, con... Có vũ phu không? Dạ không. Có keo kiệt không? Dạ, cái đó là rất thoải mái, không có keo kiệt. À, thoải mái phải không? Dạ. Có gia trưởng không? Dạ không, gia trưởng là con không có. Rồi yên tâm ha. Thích một người phụ nữ là vợ của mình á, tương lai của mình như thế nào? Dạ, thì chắc là đẹp là thích thôi, nhưng mà... Đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Đẹp giống ai? Ninh Dư Lan Ngọc à. Xinh giống luôn. Ý, sao vậy? Sao vậy? Mọi người có thấy không? Mọi người có thấy ngộ ngộ không? Trời ơi, vỗ tay đi. Sao kỳ vậy? Giống luôn. Dạ. Nhưng mà xinh hơn, trẻ hơn nữa. Dạ, vậy là quá tốt ạ. Quá tốt luôn trời. Cưng hình dung cái người bạn nữ của mình ở bên đây sao nè. Mà mối mà rung quá sao? Cao nhiêu nè? Da trắng không? Mắt bự không? Dạ, chắc cao tầm hơn 1m55 quá. Chắc cũng đẹp đó. Bây giờ chú Quyền Linh với cô Dân nói chưa có chắc đâu nha. Dạ, tại vì con tin tưởng mà. Nghe rồi con thấy cũng được rồi đó. Không được. Sợ cái tính ghen của đàn bà không? Ghen thì chắc chắn ai cũng ghen, thậm chí bản thân con cũng ghen mà. Cho nên là bạn nó ghen nhưng mà mức độ thôi. Ví dụ như cái gì hợp lý thì ghen, còn cái gì mà không quá đáng thì đừng có ghen. Con có ghen dữ không con? Dạ con cũng ít ghen lắm, mà cũng chưa trải qua tình yêu bao giờ nên cũng không biết là mình ghen tới mức độ nào. Đúng rồi. Bữa nay là con vô mánh nha. Dạ, cô dạ. Nói nghiêm túc luôn, bữa nay là con vô mánh. Dạ. Bây giờ hỏi kiến người thân. Con đi với ai con? Dạ đi với mẹ. Rồi chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi là mẹ của cháu Xuân. Tôi thấy em trai bên này cũng dễ thương. Thấy thì cũng hiền. Nhưng mà cô thấy thì hai con cứ cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu hơn. Tại vì mình cũng còn trẻ nên thời gian mình cũng còn dài. Cứ dạ, tìm hiểu rồi. 24 tuổi mà có được một tiệm riêng biệt về gọi là nước ha, điện nước ha. Là thấy là có ý chí. Có ý chí và có nền tảng rồi đó. Đúng không Linh? Hồi đó sự nghiệp, 24 tuổi chưa biết gì luôn. Không có lo làm ăn gì. Đi chơi. Đi chơi mới gặp ông đó. Nói chung là mình cũng không biết là mình phải cho con mình quen ở ngoài đó. Nhiều khi mình nói chung hai mẹ con ở trong nhà suốt, cho nên không có tự tin ra ngoài cho bé kiếm bạn. Cho nên rất tin tưởng và rất thích cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nên quyết định đăng ký. Và mọi hy vọng cũng như niềm tin là trao hết cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Áp lực quá, áp lực quá. Có vẻ cũng hợp với Xuân. Từ Xuân thì ở nhà rất là hiền. Nói chung là cũng ít nói. Khuyết điểm cũng có nhiều lắm mà. Đặc biệt là không thích vào bếp. Chỉ vào nấu những cái món mà Xuân thích thôi. Chứ nấu cho gia đình ăn thì chắc không làm. Còn trẻ quá mà từ từ rồi cũng sẽ nấu thôi. Đúng rồi, cái tuổi 20 này là cái tuổi còn rất là nhỏ. Cho nên là thôi mẹ không có khắt khe với em chuyện đó. Cậu con trai này á cũng phải nói là rất là vượt khó. Một mình lên Sài Gòn lập nghiệp đúng không? Dạ đúng ạ. Lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Từ năm 18 tuổi thì lên Sài Gòn. Thì nói chung là làm
nhiều nghề lắm. Mình tự làm xong rồi học nghề, xong rồi bây giờ là mở ra một cái tiệm riêng để mình làm. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Rất là bản lĩnh luôn. Rất để là có bản thể lĩnh. Đủ để có bản lĩnh để che chở cho cô gái 20 tuổi. Linh nghĩ là như vậy. Đúng rồi. Thế còn hôm nay em đi với ai? Con đi với ba mẹ, với cậu, với bạn ạ. Thôi cũng có gia đình luôn. Có ba mẹ đi luôn. Ba mẹ chào cô chú luôn. Trời ơi, chào ba mẹ của đàn trai ạ. Dạ, tôi mẹ của thằng Long. Cô thấy cái bạn này như thế cũng được. Do hai đứa đi chứ thôi. Giờ thấy đây cũng được, mà không biết sao. Chú thấy sao chú? Nói chung thì con chịu đâu rồi, chú chịu đó. Thì nói như chị bên kia thì thấy cháu bên đây cũng được, thì tôi cũng chấp nhận, hai đứa nó hiểu ý đi rồi cứ luôn. Trời ơi, đó, hôm nay là hai gia đình gặp nhau rồi, nó yên tâm rồi. Cũng rất là ngại, ha, đàn gái ha. Cảm ơn hai đàn trai đàn gái nha. Kéo rào. Long ơi, Long quay mặt qua đây nào. Không gian này là của hai đứa đó. Xin chào. Đó, Ninh Dương Lan Ngọc của Long đó. Có thấy nét giống hay không nè? Hôm nay anh có món quà không tặng? Em cũng có món quà tặng anh ạ. Em cảm ơn ạ. Hai đứa đứng sát sát với nhau ơi. Hai đứa đứng sát nhau cho hai bên đàn trai đàn gái nhìn mặt coi. Trời nhìn ơi. Thấy hai đứa nó hợp không vậy ta? Trời ơi, nó xứng đôi dễ sợ luôn á. Thiệt tiên đồng ngọc nữ. Rồi. Nè, Long có thấy giống có cái nét của Ninh Dương Lan Ngọc không? Dạ có. Có đúng không? Dạ. Cái này mà make up đúng cái người stylist của Ninh Dương Lan Ngọc là đúng luôn cái khuôn mặt đó luôn á. Con ở hiền gặp lành đó Long. Dạ. Cầu được ước thấy. Cái tính em cũng giống Ninh Dương Lan Ngọc lắm. Em cũng rất là thích chị Ninh Dương Lan Ngọc nữa. À, anh thì rất thích. Còn con có thấy anh giống Trấn Thành không? Thấy đẹp trai hơn đúng dạ, không? Dạ, chắc đẹp trai hơn Trấn Thành ạ. Thấy chưa? Em cảm nhận về anh như thế nào? Dạ, thì sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì em cũng không thất vọng lắm. Em cảm thấy anh rất là ok, 24 tuổi mà lập nghiệp là rất là chắc là giỏi giang. À, anh cảm nhận thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em xinh đấy, dễ thương. Dạ. À, chắc là đúng như những gì mà anh muốn rồi đó. Thì... Chương trình chọn đúng người. Vậy thì hồi nữa hai anh em mình có nhau một cơ hội để lấy nữa. Hai anh em mình đi ăn tối gì có thể tìm hiểu nhau hơn nhé. Đúng rồi. Anh thì chắc chắn rồi. Anh thì gặp em là anh muốn bấm nút liền rồi. Thì chỉ cần em bấm nút đưa thôi là được. Bình tĩnh đi mấy đứa. Dạ, em cũng có bốn con thơ về quan điểm tình yêu của em. Đó là thân em vừa trắng lại vừa tròn, bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặng mà em vẫn giữ tấm lòng son. Em rất là muốn một tình yêu chung thủy, chia sẻ cũng như là quan tâm đến nhau. Anh thì chắc chắn là sẽ chung thủy rồi, cho nên là em không cần phải lo về cái chuyện chung thủy. Quan niệm tình yêu của anh là? Quan niệm tình yêu của anh thì chung thủy, không lừa dối. Đúng rồi. Mình nên thật lòng với nhau ngay từ những năm đầu tiên. Đúng rồi. Thì hôm nay thì tới chương trình thì anh cũng có một bài hát muốn tặng cho em. Dạ. Đứng lên, đứng đứng coi cho có cục hơi, đúng không? Nhìn ngồi nhau mà hát hơi. À. Hai đứa nhìn nhau mà hát. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh nhé em. Trời ơi, vậy bây giờ em hát tặng anh đi. Em không biết được. Chưa gì mà nắm tay như lúc làm như gần nãy giờ chưa luôn, chưa nắm chặt luôn vậy đó. Chắc này chắc tôi với Hồng Vân bấm nút nữa quá. Bây giờ mình thích điều gì nhất trên gương mặt của cô ấy và yêu điều gì nhất ở cô gái đối diện của mình? Nói thích, đi. Thích hết luôn rồi sao? Nhìn thích hết luôn rồi sao? Nhìn bên nó thích hết. Anh thấy là nói chung là ánh mắt là cửa sổ tâm hồn. Thì nói chung là anh nhìn thấy mắt em là anh thích liền rồi. Vậy anh biết tại sao mắt em đẹp không? Tại đen mắt em nên có hình bóng của anh. Tại đen mắt em nên có hình bóng của anh. Trời ơi, trời thôi chết rồi. Tiếp tục, ngồi vô, ngồi luôn.
Rồi nói nghe nè, bây giờ có bạn gái xinh vậy á, có ghen không? Dạ, phải giữ chứ, phải ghen à. Phải ghen, rồi bây giờ bạn trai đẹp trai giỏi giang vậy rồi có ghen không? Dạ chắc cũng có. Nhưng mà em tin anh đi, có gì đâu ghen. Tin dạ. Anh là được à? Dạ chắc là đặt niềm tin vào anh ấy. Đặt niềm tin hoàn toàn vào anh ấy đúng không? Thích trai gái gì rồi nói nhau nghe đi. Thích mấy đứa con? Em nghĩ là hai đứa là đủ. Em nghĩ hai đứa là đủ. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Giờ nói cái gì đúng mờ hết. Nói nghe nè, ví dụ như lấy thì một năm nữa là tính lấy đúng không? Tính làm đám cưới. Đã chuẩn bị có nhà chưa? Có xe chưa? Dạ chưa, chắc sắp tới sẽ cố gắng mua nhà. Rồi giờ con sao? Ví dụ giờ hai đứa có chịu ở nhà thuê không? Dạ thì nếu mà anh ấy muốn ở riêng thì mình có thể ở nhà thuê. Còn mẹ có sẵn một ngôi nhà. Nếu mà anh ấy muốn ở nhà của mẹ hay là muốn tách riêng cũng một ok hết. Ở rể đó con. Về là chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ, mình nhà có hai mẹ con đó thôi. Thì con có thấy là nếu mà mình làm một bờ vai vững chắc cho mẹ và em thì con có đồng ý không? Hay là con chỉ muốn ở riêng thôi? Dạ. Nghĩa là làm rể đó gì, ở rể con chịu. Dạ, dạ được, nhưng mà ở rể ở đây thì được. Tại vì con làm việc mọi thứ đều ở Sài Gòn này hết, cho nên là ví dụ như về quê thì chắc ở rể là không được. Bây giờ hứa với mẹ tương lai đó, nếu mà tụi con yêu thương nhau tụi con sẽ chăm sóc như thế nào, hứa với mẹ đi. Dạ con chào bác. Nếu mà tụi con quen nhau mà tiến đến hôn nhân thì con hứa là con sẽ chăm sóc em một cách tốt nhất, yêu thương và chung thủy. Dạ. Con gái nói gì với gia đình đàn đúng trai rồi đi. Con dạ con chào hai bác ạ. Con cảm ơn hai bác đã sinh ra một anh chàng rất là tuyệt vời như thế này ạ. Nếu mà có duyên để làm con dâu hai bác á, thì con cũng sẽ rất là cố gắng yêu thương, cũng như là coi hai bác giống như là ba mẹ ruột của con ạ. Hay quá. Bây giờ Vân để tay vô nút bấm Vân. Bây giờ để 1, 2, 3, hai đứa hôn nhau nha. Là bên đây hai người bấm nút luôn nha. Dạ. Chuẩn bị 3, 2, 1, bấm. Trời ơi, thật sự mà nói thì Quỳ Linh không nghĩ hai đứa lại có cảm xúc nhanh đến như thế. Hình như đây là một trong tiếng sét, gọi là tiếng sét ái tình ha. Thần tình yêu đã xuất hiện rồi. Gần như là hai đứa đã gặp nhau từ lúc nào rồi đó. Nhìn ánh mắt hai đứa chúng ta thấy được cái tình yêu trọn vẹn nó nằm trong đó. Và hy vọng chúng ta hãy nuôi dưỡng cái tình yêu ấy, nuôi dưỡng cái yêu thương ấy, để cho nó đóng đầy cái cảm xúc, đóng đầy cái sự yêu thương, và chúng ta sẽ tiến hành đến cái chuyện hôn nhân nhá. Đúng hôm nay có hai bên gia đình rồi, chúng ta chứng kiến tất cả mọi thứ, thì mong rằng hai gia đình sẽ cùng nhau hỗ trợ để tình yêu của mấy đứa nhỏ nó đẹp, thiệt là đẹp nha. Rồi hai đứa bạn, trời nắm tay không hề, nó không rời mà nó bóp cái tay mà nó không bầm, rời luôn, nó bầm tay nhỏ luôn á. Coi chừng là nó đông máu luôn đó con. Chúc hai đứa sớm tìm hạnh phúc của mình nha. Rồi chúc mừng. Rồi chúc mừng tụi con. Như vậy là ngày hôm nay chúng ta đã có niềm vui đầu tiên thưa quý vị, một cặp đôi rất là đẹp. Và cầu chúc hạnh phúc, bình an và thành công sẽ đến với những đôi trẻ như thế. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow. Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Bây giờ thì nhà trai, nhà gái có mặt trên sân khấu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ giới thiệu lên để hai bên cùng nghe nha. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân. Chào em. Và tất cả quý vị khán giả. Em là Nguyễn Hồng Quân, em 31 tuổi, em là kỹ sư kinh tế xây dựng. Rồi, mình giới thiệu đi, giới thiệu hùng hồn mạnh mẽ lên. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Rồi em. Và trai bên kia, em tên là Vũ Thị Kim Thanh, năm nay em 27 tuổi, em đến từ Quảng Nam, hiện đang sống và làm việc tại Đà Nẵng. Công việc của em là phiên dịch viên tự do, phiên dịch tiếng Trung. Bên kia là ở Đà Nẵng đúng không? Dạ. Còn Quân là ở đâu? Dạ em hiện tại cũng đang làm ở Đà Nẵng. Ồ, hay quá. Dạ. Chúc mừng luôn. Bây giờ hai bên cho biết về ưu điểm, khuyết điểm thế nào? Ưu điểm của em là biết quan tâm đến gia đình, sống có trách nhiệm. Còn khuyết điểm? Khuyết điểm của em thì cái gì em cũng không biết. Em không biết nhậu, em không biết hút thuốc, em không biết gai gú, em không biết phá phách. Trời, bạn tế nhị ghê á, bạn tự nói về bạn một cách rất là khiêm tốn vậy đó. Trời, còn em sao? Em nói coi nè. Dạ, ưu điểm của em là em rất là hoạt bát, biết quan tâm mọi người. Và cái khuyết điểm cũng chính là cái việc quan tâm mọi người hay nghĩ cho người khác nhiều. Đôi khi là bị thiệt của bản thân mình một tí. Thực ra cái đó là ưu điểm hết mà.
Em có cái gì mà tật xấu không? Tật xấu thì em có một cái là em rất thích ngủ nướng. Chị cũng thích nè. Rồi buổi sáng nếu như mà có việc á, em có thể đặt đồng hồ báo thức 10 cái như vậy, cách nhau khoảng 5-10 phút. Cái đó là sở thích của Hồng Vân đó. Em có mấy mối tình rồi Quân? Thì mối tình chính thức cũng mối tình đầu tiên. Còn sau khi chia tay thì em có quen một vài bạn nữ nữa, nhưng mà không có thành công. Ba chim bảy nổi chín lên đên hả em? Dạ, người ta nói là hồng nhan bạc phận đó, chị Hồng Vân. Việt danh em là Quân đẹp trai chị. Trời ơi, anh khiêm tốt. Còn bên đàn gái? Em sao nè? Dạ, em về mối tình thì em có một mối tình đầu. Sau đó thì có tìm hiểu nhưng mà cảm thấy mình tìm hiểu không hợp, nên là cũng không có quen hay là gì hết. Rồi em có nghĩ là cái lần này em sẽ hợp không? Dạ em cũng hy vọng, lên đây là cũng hy vọng tìm được một nửa anh bên kia là có thể hợp với mình. Mối tình của em sắp tới một cái con người như thế nào? Em hy vọng là một bạn nam cao trên 1m73. 1m70 được không em? Dạ, mang giày vào chắc được á. À, ok. Anh có nói là anh không hút thuốc là đúng tiêu chuẩn của em rồi đó. Vì em hơi ngâm rồi nên là nếu như bạn trai bù trừ, anh có thể trắng một tí thì dễ ưa nhìn á, ngoại hình ưa nhìn. Trời ơi, chị nghĩ là dạ. Em dạ, đó cái làn da nâu nhanh lên là quá đẹp đó, đúng không? Một người đàn ông mà gọi là đó, chân mày đậm nè, nước da bánh mật nè, chân tay lông lá nè, nhìn là thấy một người rất là mạnh mẽ. Em, cái gu của em có phải là như vậy không? Dạ, nếu như vậy thì cũng hơi giống em đó. Người ta bảo là sống nhà lương, sướng nhà lông. Em từ nhỏ là hơi lắm lông, bạn bè hay chọc á. Xin bản quyền liền, nó rất hợp với Linh. Sao vậy Dân? Thiệt. Mỗi lần lông lá rồi Dân nhìn Linh vậy. Trời ơi, cái đó là đặc trưng và bản quyền của Linh. Có trong tươi, trong trắng, trong lỏng. Tội lắm, em một lần xé là nát da, nát thịt á. Ủa em... Dạ, cái này là tự nhiên, thế là em mới nói. Đâu có đâu, rất là đẹp Linh, Vân nói thiệt. Vân rất thích những cái người con gái nào mà cái lông tay nhiều á, mà ép vô vậy nè, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thiệt. Coi bên đây có không? Có không? Có ít à. Trong lỏng đi. Có. Có hả? Sống gì lương đó. À, đủ xài phải không? À. Em có muốn người đàn ông đẹp trai không? Cái đấy là yêu cầu. Đẹp trai cỡ như Nu Phước Thịnh đấy. Tôi qua tôi coi bên đây có phải Nu không? Nu. Dạ, em chào chị. Chào em. Mày cũng đúng Nu Nu à? Không. Cái này là một cái gì đó, không phải là Nu nhưng mà là cũng... Em cứ tự soi kiến em đi, em thấy mặt bạn trai bên đây liền à, ngộ lắm. Ồ. Ồ. Em cũng đi tìm như vậy đó, tìm tướng giống mình đấy mà. Bên đây không có giống Nu, có thêm dấu sắc nữa. Nú à? Ừ, nú. Ừ, dựa vô đâu mà ông nói người ta là nú? Sáng hơn. Đây là nhìn đây, mặt sáng hơn, chín chắn hơn. Dạ. Em không thích con gái điều gì? Em không thích con gái mà hơi chơi bời quá. Em thích những người con gái mà người phụ nữ của gia đình ấy chị. Tất cả những cái điều kiện mà em mong muốn ở cô này chị thấy là được hết rồi đó. Được không ạ? Nhưng chỉ có điều cô không có đẹp thì sao? Dạ, tốt gỗ hơn tốt nước sơn vậy. Có nghĩa là nãy giờ những cái gì mà về tính cách á là em đồng ý rồi, đúng không? Dạ. Nhưng mà khuôn mặt xấu cũng chấp nhận luôn đúng không? Dạ. Súng hai cái răng nữa. Thì em về trong răng giả chị. Vô trong răng giả luôn. Dạ ok. Thôi kiếm người thân đi. Bạn gái đi với ai vậy? Dạ hôm nay đến chương trình cùng với mẹ em và một vài người bạn thân. Rồi xin chào cô. Chào gia đình đàn gái. Dạ, con chào cô. Xin chào Quyền Linh và Hồng Vân. Dạ. Chương trình này bản thân tôi theo dõi lâu lắm mà thấy bên trai là chàng trai rất là tuấn tú khôi ngô. Dạ. Vậy con mẹ khuyên con thì tự con quyết định. Mẹ khuyên con là tự con quyết định. Mà chị thấy hai trẻ giống nhau không? Có nét giống nhau đúng không? Phu thê đó chị. Chị có điều cô dâu bị súng răng uổng quá. Gái hơi bị xấu xí. Ủa còn em đi với ai vậy cưng? Dạ em đi với anh họ và bạn của em ạ. À anh họ ơi, anh họ thấy cái cô dâu súng răng này thế nào anh họ? Kính thưa chương trình, kính thưa chị Hồng Vân và anh Quyền Linh, anh thấy em gái này cũng được, dễ thương ấy. Không, em gái này có cái răng khảnh mà giống như kiểu mẹ em ấy. Dạ. Người thân cũng đã góp ý kiến rồi, hai trẻ sẽ gặp mặt rồi từ từ, rồi cái gì tới nó tới ha. Mở rào. Bắt đầu đi Quân. Đó,
Chào em, anh có món quà tặng em. Dạ em chào anh, em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà tặng anh. Dạ. Nhưng mà trước tiên em muốn hỏi anh một câu là anh có biết điều không? Có. À, có, món quà này của em muốn tặng anh là để cho anh. Đây là hạt điều. À. Em muốn hỏi anh ấy trước, bởi vì để xem là anh ấy phản ứng thế nào. Rồi, cảm ơn em. Tôi nghe tôi sốc liền á, nhưng mà mở ra hạt điều tôi giật mình, tôi thấy vui. Đó. Được. À, em thấy anh có giống như những gì em mường tượng không? Nói chung là đối với em thì ấn tượng đầu tiên nó quan trọng nhất. Ừ. Nên là khi mở rào ra nhìn anh thì em cảm thấy cũng tim cũng hơi đập rồi. Hả? Dạ còn đập sao? Không em? Sao? Tim đập hả? Tim bình thường vẫn đập nhưng mà nó đập nhanh hơn một chút. À tim đập nhanh, còn em thì sao nào? Dạ. Em hồi hộp chị ạ, thấy bạn rất là dễ thương và thấy bạn rất là hiền ạ. Hiền nữa ha. Đúng như là cái gì mà em tưởng tượng không? Dạ đúng 99%. Vậy hả? Chứ hồi nãy lúc mà chị nói gạt em là em có tin là thiệt không? Em biết chị thích đùa. Công việc của anh sau này thì vẫn ở Đà Nẵng hay là? Công việc anh sẽ gắn bó lâu dài ngoài đó. Anh có bao nhiêu anh em ạ? Anh có một anh trai, em trai của anh. Nhà em cũng chỉ có hai người, em và anh trai. Em thích nhà có nhà đông bên em một chút, nó sẽ vui vẻ hơn. Vậy hả? Vậy thì sau này mình sinh nhiều con đi em, cho nó đông vui. Trời, anh duyên dáng quá. Được tốt rồi. Bây giờ mỗi đứa tặng nhau bài hát gì làm kỷ niệm đi. Đã chuẩn bị sẵn cái đơn rồi. Em muốn tặng anh một đoạn thôi. Một đoạn trong bài hát ta Một Nhà. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mở cùng một giờ, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Hay quá. Lần sau rồi em có hát không hay là? Dạ em thì hát không có hay lắm, nhưng mà hôm nay dịp đặc biệt thì xin phép chương trình và xin phép cô chú ở đây thể hiện một đoạn ngắn bài ca khúc Khoảnh Khắc. Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mộng manh, chỉ còn một mình anh xót xa chờ em. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi, khi mùa thu xót xa cuối trời, giọt nước mắt khô không lời. Và rồi mùa thu qua trống tanh buồn vênh, và lòng mình băng giá, và dòng mình băng giá. Thôi được rồi. Yeah. Trời ơi, đáng lý thì có phải cho hát được cái tới cái câu Người Về Đây Với Anh đi. À, chứ tự dưng đây cái bài này người ta là chung một nhà, người ta ước mơ như vậy thì ông còn có một cái lá. Lên. Thế tình. Nói chung là chờ em tới còn một chiếc lá luôn, cũng chờ luôn. Đó. Không? Anh thực sự năm nay 31 tuổi rồi thì cái khoảng thời gian cũng rất là dài anh chưa quen ai. Và anh hy vọng ngày hôm nay em sẽ là người con gái cuối cùng mà anh rung động. Em đến chương trình này thì cũng hy vọng là sẽ tìm được một nửa của mình. Và có thể ra về sau đó thì hai người có thể tìm hiểu và có thể nhanh một chút kiếm rễ cho mẹ em. Từ 22 tháng 5, Bạn Muốn Hẹn Hò thay đổi giờ phát sóng với khung giờ mới là 17:50 thứ Bảy và 22:30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và YouTube MCV Media. Kính mời quý vị khán giả đón xem. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bấm nút là trao duyên với nhau nha các bạn. Chứ phải bấm nút để mình hẹn nhau mình uống cà phê bình thường. Chúng ta bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Chúc mừng. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, đứng đây. Nắm tay nhau đi, các bạn đã bấm nút hẹn hò rồi đó. Em xin phép được tặng thêm một món quà cho bạn. Và hy vọng em sẽ thích món quà này. Anh chờ ngày này rất là lâu rồi. Anh chờ ngày này lâu quá. Anh rối quá, làm chúng tôi rối theo. Trời ơi, một cái món quà mà thực sự luôn á, giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Giống như là món quà cầu hôn vậy đó. Wow. Wow.
Trời ơi, rất hợp với áo em luôn á. Tuyệt vời. Trời ơi, nói cảm xúc liền cho, nói cảm xúc liền đi. Cảm giác sao em? Sao cảm xúc sao nè? Thật sự là em rất là, em quá bất ngờ về cái món quà của bạn nam tặng. Cái món quà này của anh nó đối với em nó quá là ý nghĩa. Thì cái nhẫn này là nó còn biểu hiện nhiều cái nữa, nên là em tạm thời em chưa dám đeo, em sẽ giữ. Và nếu như đến một lúc nào đó mối quan hệ của em và anh tiến xa hơn anh hiểu, thì em sẽ đeo nó, chính thức đeo nó. Đẹp lắm. Cứ cố giữ lấy những cái cảm xúc thế này. Và hai đứa làm sao hiểu nhau nhiều hơn, để những cảm xúc này thăng hoa, đi đến một hạnh phúc trọn vẹn. Điều đó cũng là điều mà cả gia đình và tất cả mọi người mong muốn nha.